Xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đã kênh ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh. Vâng, trong ngày hôm nay thì em lại review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa có bến ca. Một chiếc Deula Chatty nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, năm sản xuất 2009. Phiên bản số tự động, động cơ 1.6 Deula Chatty CRX nhập khẩu nguyên chiếc, mang biển kiểm soát 89A02010. Dòng xe này thì trang bị máy Ecotec cam đôi DOHC. Với mức giá là 248 triệu đồng, hơn 200 triệu đồng, nhưng mà xe được trang bị một bầu trời công nghệ. La răng đúc 4 bánh, phanh đĩa ABS, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe, chìa khóa thông minh đề lỗ start stop, quá điện đấy, các bác cứ đến gần là tự mở cửa được. Một dòng xe form đẹp, đầm đi thì rất là đầm chắc đấy. Động cơ phiên bản 1.6 thì đi cũng không quá tốn nhiên liệu. Deula Chatty nhập khẩu 248 triệu đồng. Xe được sơn xi màu đen, sạch sẽ đẹp đẽ. Nội thất, ngoại thất đều đẹp, nội thất kế gia nguyên bản. Vâng, xe được trang bị công nghệ đèn halogen. Phía dưới đèn gầm là chủ xe đã độ lên đèn bi. Hiện tại thì đèn bi thì có hai dạng, một là bi xenon và bi brake projector, bi led. Logo Catalan còn rất là sáng, mang biển kiểm soát Hưng Yên. Là răng quá đẹp này các bác này. Vâng, chiếc xe này thì được trang bị la răng mâm 17 inch, 17 inch các bác nhé. Mâm rất to. Và bề rộng lốp là, bề ngang của lốp là hơn 20 phân, cho nên là độ bám đường rất là tốt. Về chiều cao của thân lốp thì là khoảng 10 phân, hơn 10 phân một chút xíu, vừa đủ đi đầm và êm. Bốn của lốp thì cũng còn khoảng 6-70%, rãnh lốp cũng còn khá là sâu. Xi nhan tích hợp trên sườn, gương kính chỉnh điện, gương cụp xòe, tay nắm cửa ốp inox mạ chrome, sân kính về mưa đầy đủ, vô lăng kép, vô lăng 4 chấu. Trên vô lăng thì tích hợp các phim bấm vật lý và túi khí. Vâng, dòng xe này thì trợ lái là trợ lái lực điện, rất là nhẹ các bác nhé. Táp lô rất là đẹp, hai túi khí, trần lỉ nguyên bản, cửa sổ trời, nội thất ghế da nguyên bản, ghế da ghế múi này rất là mềm, ghế da rất thơm. Đây là tem mác sản xuất, ốc phần này chưa bao giờ đụng đến Kale Molet. Cột kèo đinh bấm 4 cánh là zin nguyên bản. Vâng, cái gioăng cao su rất là dày dặn, chống ồn cực kỳ tốt. Bảng tổng, gương kính chỉnh điện, gương cụp xe, táp lô 4 cánh đều đẹp. Một chiếc xe gia đình sử dụng, không taxi dịch vụ. Dòng này trang bị âm thanh cũng rất hay. Xe thì trang bị hộp số tự động 6 cấp, có hỗ trợ leo dốc đồ đèo. Đấy, các bác leo dốc đồ đèo có thể chuyển sang chế độ bán tự động. Màn hình cam lùi, màn hình cam lùi là chủ xe độ lên các bác nhé. Bản thân nó sẽ không có màn hình cam lùi. La răng còn quá đẹp. Khoang ghế, hàng ghế phía sau này rất là rộng rãi. Chiếc xe thì chủ xe đi rất là giữ xe này các bạn.
cửa đóng phầm phập. Khóa điện, mở cốp. Đó. Màn hình cam nùi. Dòng xe này thì cốp rất là rộng rãi. Sát xì rất đẹp. Sàn này các bác này đẹp như mới chứ không hề có hiện tượng han gì. Hệ thống keo chỉ nguyên zin, đinh tán máng nước. Vâng, phía sau thì cũng xe cũng được trang bị công nghệ đèn halogen. Dòng xe này thì có tuổi thọ là 1.000 giờ và thay thế thì rất là rẻ và sẵn. Chủ xe chỉ có độ thêm đèn sương mù, đèn bi led thôi. Phần gầm bệ đây, gầm bệ chắc lịch. Trang bị hộp số 6 cấp, 4 mắt cảm biến lùi. Vâng, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ hoặc bật nút chuông để cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại các bác mà em đưa lên. Bác nào mà chưa quyết định mua xe thì mới chỉ muốn xem tham khảo thôi thì cũng cho em xin một lượt đăng ký để em có thêm nhiều động lực để truyền tải nhiều hơn tới các bác. Truyền tải nhiều hơn về các cái thông số kỹ thuật về xe để có thể các bác trước khi mua xe thì mình sẽ biết là chiếc xe nào đó phù hợp với mình. Cửa đóng phầm phập. Tắp đi bốn cánh này đẹp như mới các bác ạ. Bác mình chưa đụng đến cà lê thì mới hết. Dòng xe này thì trang bị khá là hiện đại. Gạt mưa tự động, chiếu sáng tự động. Rất là nhiều công nghệ tích hợp trên một chiếc xe có 248 triệu đồng thôi. Điều hòa auto, hộp số 6 cấp, hỗ trợ leo dốc đổ đèo. 248 triệu đồng. Form đẹp. Vâng, dòng xe này thì đến 2011 là chuyển sang tên mới, vẫn là động cơ Ecotec, được các cái nhà hãng General Motors của Mỹ sản xuất. Sang 2011 là chuyển sang Chevrolet Cruze, vẫn trang bị động cơ và form dáng như dòng xe này. Đây là bảng táp lô đồng hồ. Đề lộ start top. Đó, máy đã nổ đây. Đấy, thông số kỹ thuật rất đầy đủ. Vô lăng trợ lực lái điện rất là nhẹ. Odo 10 vạn. Màn hình cam nùi. Đấy, giải trí chạy đĩa DVD USB thẻ nhớ. Đấy, cam nùi rất ok. Điều hòa auto. Sấy gương sấy kính đầy đủ. Đấy, em đang để chế độ điều hòa auto. Đấy, điều hòa thì rét run nhé. Trong xe để nó hơi nóng nên là điều hòa nó được chỉnh nhiệt độ cho mát nhanh. Gương chống chói. Cửa sổ trời. Đây là bảng điều khiển phần cửa sổ trời này các bác này. Đó. Rất là hiện đại trong cái tầm giá hơn 200 triệu đồng.
rất có nhiều chế độ. Đấy, các bác có thể kéo vào, không dùng đến sợ trời nắng, trời đẹp thì lại kéo nó ra. Đấy, mưa thoải mái nhé. Âm thanh chất lượng. Hộp số 6 cấp. Hỗ trợ leo dốc đổ đèo. Đấy, số bán tự động đây các bác này. Đấy, các bác chuyển sang bên này. Đấy, có cộng trừ và cộng. Muốn đi số thấp thì các bác gạt xuống dưới. Đấy, tăng số thì nhảy lên phía trên. Hỗ trợ leo dốc đổ đèo. Đấy, và dòng xe này thì muốn chuyển số để có lẫy ở đây các bác nhé. Các bác phải bấm vào lẫy này. Phần phanh tay, gương kính chỉ điện, gương cụp xe. Rất là tiện ích. Phần xi nhan. Đây là chế độ gạt mưa tay. Bình thường thì trời mưa nó sẽ có chế độ tự động gạt mưa nhé. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho các bác xem. Máy nổ thì thầm mùa xuân. Vâng, đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của chiếc Deula Safety Series phiên bản 1.6, động cơ 1.6, hộp số tự động 6 cấp 2009. Đấy, xe thì trang bị động cơ tên gọi là EcoTech, trục cam đôi, cam biến thiên. Máy đổ rất êm này. CDX mà máy nổ này là thực chất rồi các bác nhé. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Đó. Không hề có hiện tượng gì dầu chi. Vâng, đây là cụm chi ABS, thanh chi ABS chống bó cứng chống trơn trượt. Các bác phanh cứng chân thì vẫn có thể đánh lái được. Đấy, nó là ưu việt lớn nhất của dòng phanh đĩa ABS. Máy nổ êm, hộp số 6 cấp. Nhưng hiện tại này thì dòng động cơ EcoTech này đã chuyển sang cho Chevrolet Cruze và cũng có cải tiến nhiều hơn, nhưng vẫn sử dụng chính vẫn là động cơ EcoTech cam đôi DOHC. Xe gia đình, không đâm va tai nạn ngập nước. Đấy, chiếu sáng tự động các bác nhé. Đấy, trời nó hơi tối rồi nó tự chiếu sáng. Vâng, vừa rồi thì em đã review lên sóng giới thiệu tới toàn thể các bác một mẫu xe vừa của bến Cửa Hàng, một chiếc Deula Safety Series nhập khẩu nguyên chiếc, có năm sản xuất 2009, phiên bản số tự động. Đấy, dung tích xi lanh là 1.6, động cơ EcoTech cam đôi, với mức giá đề xuất là 248 triệu đồng. 248 triệu đồng, bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bác nào mà quan tâm hoặc là có nhu cầu sử dụng chiếc xe này thì có thể liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo để biết thêm chi tiết về chiếc xe này. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bác đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh. Xin chúc bác luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.